Quý tín chủ tuổi Đinh Tỵ kính mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về tử vi tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, bước sang tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023 để giúp cho quý vị đốn lành, lãnh giữ có một tháng nhiều may mắn và sự như ý đại cát đại lợi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình và tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của Thiên Can, Địa Chi và Ngũ Hành trong tứ trụ luận mệnh, chỉ ra rằng đúng tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, người tuổi Đinh Tỵ phải trải qua một tháng hung khắc ẩn tàng vận trình có nhiều biến động nhưng bản mệnh cứ nghiêm túc cố gắng thì sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình từ đó với những dấu hiệu may mắn cũng sẽ đến những người tuổi đinh tỵ hiệu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ để giải hung hóa cát mà chuyện thời đổi vận cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình thịnh vượng giàu sang phú quý Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Xin mời quý tín chủ tuổi đinh tỵ cùng theo dõi lá số tử về chi tiết của mình ngay sau đây nhé. Tổng quan tuổi đinh tỵ sinh năm 1977. Người tuổi đinh tỵ sinh năm 1977 thuộc mệnh thổ xa trung thổ nghĩa là đất lẫn trong cát. Người tuổi đinh tỵ ra đời có nhiều sao tốt chiếu mệnh, may mắn hơn người. Dù có gặp khó khăn, chắc trở cũng không nặng nề, dễ dàng vượt thoát. Được sao Thái Dương chiếu mạng là người thông minh, toàn tính sáng suốt, biết nắm bắt thời cơ, dễ thành công trên đường đời. Tuy nhiên, đôi lúc quá lo xa, sợ sóng gió cũng đã bỏ nhiều cơ hội tốt để tiến xa, sự nghiệp chỉ ở mức trung bình. Người tuổi Đinh Tỵ có nhiều tham vọng nhưng cũng muốn an thân, có tính tự chủ cao, dẫn đến quyết định cứng rắn, khó thỏa hiệp với người. Tính tình cũng khó hòa đồng với bạn bè, lập trường tư tưởng không thay đổi nên cũng ít có bạn thân, khó làm nên việc lớn. Người tuổi đinh tỵ nếu sanh thuận hè, thu, sẽ giỏi giang, tạo nên sự nghiệp rực rỡ, gia đình ấm êm, hạnh phúc. Nếu nghịch sanh, lỗi số, phải buôn ba, tính toán nhiều, tiền bạc không thiếu, nhưng không giữ được. Hậu vận thời cơ tốt đẹp, nhiều cơ hội tiến thăng. Nếu có lòng hiền lương, nhân ái, tuổi già nhiều phúc lộc, con cái nên danh. Bước sang tháng 2 nhuận âm lịch, người tuổi đinh tỵ có nguyệt lệnh ất mão, chịu thách thức không nhỏ, có nhiều cát tinh và cả hung tinh chiếu vì thế biến động khá bất định và khó lường. Việc tốt nhất bạn có thể làm lúc này là tập trung vào công việc, kiên trì, luôn suy nghĩ tích cực rồi mọi chuyện sẽ dần đi theo hướng tốt lành. Trên phương diện sự nghiệp, dưới sự tác động của mục dục bản mệnh tuổi đinh tỵ thường thiếu tập trung, có mới nới cũ, nếu gặp khó khăn cũng thường nghĩ tới việc bỏ giờ giữa chừng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn làm việc gì cũng không đến nơi đến chốn, khiến lãnh đạo không hài lòng, hãy tìm cách vực lại tinh thần cho mình, có như vậy thì các tinh tả phù và nguyệt mã mới có thể giúp bạn cải thiện vận thế. Về phương diện tài lộc, có tăng, có giảm, để đảm bảo một nguồn tài chính ổn định, thì bạn cần phải chăm chỉ làm ăn, định hướng chính xác cho bản thân. Ngay từ đầu, đừng bội vàng nóng này để bản thân vướng vào họa thị phi kiện tụng. Tháng 2 nhuận này, bạn càng chăm chỉ, chịu khó, đi nhiều nơi tiếp xúc nhiều người, thì càng dễ dàng gặt hái thành công hơn. Về phương diện tình cảm lại khá sáng sủa, dưới tác động của mục dục và ngũ hành tương sinh, người tuổi đinh tỵ độc thân, đã biết chăm chút ngoại hình và cách ứng xử của mình, nhờ vậy mà bạn sẽ được lòng người khác giới. Tháng 2 này có khả năng bạn sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới với khá triển vọng. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Đinh Tị, sinh năm 1977, trong tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về phương diện sự nghiệp, Xem tử vi cho thấy, bước sang tháng 2 nhuận âm lịch năm quý mão 2023 này, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi đinh tỵ khó có thể tiến triển suôn sẻ, nhất là khi chính bản thân bạn cũng không thực sự tập trung và muốn phấn đấu. Đầu tháng là thời điểm con giáp này cần phải bình tĩnh, và suy nghĩ xem, điều mình mong muốn là gì, mục tiêu phấn đấu của mình là gì. Mộc dục tác động, khiến cho bạn dễ bị sao nhãng bởi các yếu tố bên ngoài, dường như, bạn thích dành thời gian cho sở thích cũng như quan tâm đến việc của người khác hơn là tập trung cho chính công việc của mình. Thêm vào đó, tính co mới nới cũ, khiến cho bạn khi mới bắt tay vào công việc, lúc đầu rất hăng hái, nhiệt tình, xong chỉ một thời gian ngắn sau đó, lại nhanh chóng cảm thấy nhàm chán, muốn bỏ cuộc giữa chừng. Con giáp này cần phải tìm cách thay đổi những điểm chưa tốt của bản thân ngay, nếu không, bạn dễ gây ra phiền phức cho, bạn bè hoặc là chính đồng nghiệp xung quanh mình. Trong tháng có hung tinh thiên cầu xuất hiện, điểm báo bạn có thể vô tình gây hấn với kẻ tiểu nhân lúc nào không hay, nếu như không cẩn trọng, bạn có thể đẩy bản thân vướng vào tay tiếng, thị phi, thậm chí là tranh chấp và kiện tụng. Tuy nhiên, xem tử vi tháng 2 nhuận âm lịch cũng có thấy, người tuổi đinh tỵ cũng có điểm sáng trong vận trình của mình. Bạn nhận được sự phù trợ của các cát tinh tả phù và nguyệt mã, chỉ cần bạn chăm chỉ làm việc, sẵn sàng đối đầu với thách thức thì dần dần bạn sẽ sớm tìm ra hướng đi mới cho mình. Trong quá trình làm việc va vấp là khó tránh khỏi, nhưng nó sẽ giúp bạn học hỏi được nhiều điều quý báu để thành công trong sự nghiệp, những tuổi hợp với bản mệnh tuổi đinh tỵ trong đường tiền tài là tuổi canh thân, nhâm tuất và bính thìn, những tuổi này thích hợp để hợp tác làm ăn, vì sẽ giúp bạn dễ thành công, gặp nhiều vận may, phát triển rực rỡ trong công việc, và tránh được các vận xui rủi thất bại đến với mình. Một điều quan trọng nữa là, người tuổi đinh tỵ được Phật bản mệnh là, phổ hiền Bồ Tát hộ mệnh. Những người tuổi đinh tỵ nên thỉnh, mang bên mình bản mệnh Phật phổ hiền Bồ Tát cùng lời cầu khấn thành tâm sẽ được giải thoát khỏi tam độc tham sân si còn giúp hóa giải vận nạn, mang đến cho người tuổi đinh tỵ bình an, may mắn trong cuộc sống. Đeo hình tượng Phật bản mệnh phổ hiền Bồ Tát sẽ giúp bảo trợ giúp cho tuổi đinh tỵ chống lại những luồng khí xấu, hóa giải sao hạn, sao xấu, tránh được tiểu nhân hãm hại. Ngoài ra, người tuổi đinh tỵ sẽ nhận được sự phù hộ của Ngài, một đời được bình an, gặp hung hóa cắt, khi gặp điểm giữ sẽ hóa lành, khi mất đi được vãng sinh vào thế giới cực lạc. Người tuổi Đinh Tỵ khi có bất kỳ vướng mắc khó khăn gì về sự nghiệp, tình cảm, sức khỏe, tài vận hãy thỉnh bản mệnh Phật phổ hiền Bồ Tát ắt sẽ được che chở, soi đường chỉ lối, mọi sự bình an. Về phương diện tài lộc. Bước sang tháng 2 nhuận âm lịch năm 2023, tháng Ất Mão, năm Quý Mão cho thấy con đường tài lộc của người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977 chưa có điểm sáng đáng kể nào. Khi sang tháng mới này, vận trình hung cát đan sen, có sự chi phối của cả cát tinh và hung tinh, cho nên muốn vận trình đi theo chiều hướng tốt thì thì người tuổi đinh tỵ cần phải dựa vào sức của mình là chính. Nguyệt lệnh mộc dục chiếu mệnh, con giáp này thường thiếu kiên trì trong công việc, khiến nhiệm vụ nào cũng ở trạng thái dở dang, tình trạng này sẽ khiến bạn khó có thể nhận các khoản lương, thưởng, lời lãi như mong muốn được thậm chí bạn còn bị thụt lùi so với đối thủ hoặc là đồng nghiệp xung quanh mình ngoài ra bản mệnh cũng cần phải cẩn thận trong các mối quan hệ chớ hành xử nóng này theo cảm xúc nhất thời kẻo lại đẩy bản thân mình vướng vào họa thị phi thậm chí bị kiện tụng liên quan tới công quyền phải mất tiền mới có thể giải quyết êm xuôi muốn túi tiền của mình được dùng dĩnh hơn điều cần thiết nhất mà người tuổi ất tỵ phải làm trong tháng này là phải lập ra cho mình những kế hoạch với những mục tiêu cụ thể rõ ràng và nghiêm túc thực hiện cố gắng hết mình sẽ đạt được kết quả như ý muốn để thực hiện điều đó, người tuổi đinh tỵ đã có được tả phù và nguyệt mã phù trợ, bạn càng nhanh nhẹn, chịu khó chấp nhận buôn ba, thì càng thu được những thành tích đáng mừng. Ngoài ra, trong tháng 2 nhuận này, bạn cũng sẽ phải tốn một khoản tiền kha khá cho việc buôn bán, sắm sửa, chi dùng cá nhân, chăm chút ngoại hình, cũng như chăm sóc sức khỏe. Vì thế, bạn hãy có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, và không để mình rơi vào cảnh cháy túi, nhất là khi bạn chưa được dũng dĩnh tiền tiêu. Để hạn chế những rủi ro bất lợi, mọi sự được hanh thông, thuận lợi, thu được kết quả tốt lành thì người tuổi đinh tỵ nên chú ý hướng xuất hành và ngày tốt xấu trong tháng. Hướng tốt trong tháng là hướng Tây Bắc. Hướng xấu là hướng Tây Nam và hướng Đông Nam. Ngày tốt trong tháng là ngày 21 tháng 2 và ngày 25 tháng 2 nhuận âm lịch. Ngày xấu trong tháng là ngày 22 tháng 2 và ngày 23 tháng 2 nhuận âm lịch. Về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi đinh tỵ, sinh năm 1977. Ngược lại với những biến động không ngừng trên phương diện sự nghiệp và tài lộc thì vận trình tình duyên của người tuổi đinh tỵ lại khá sáng. Khi tiến sang tháng 2 nhuận này, bạn có nhiều cơ hội để tận hưởng hạnh phúc, quan trọng là bạn có chủ động nắm bắt hay không mà thôi. Đối với người độc thân, bạn có những suy nghĩ khá cởi mở và phóng khoáng, trong chuyện tình cảm, có lẽ bạn đã sẵn sàng để đón nhận tình cảm của một người nào đó bước chân vào trái tim mình. Tháng này bạn chú ý hơn đến ngoại hình và cách hành xử của bản thân để dễ dàng thu hút được sự chú ý của nhiều đối tượng khác giới. Hãy nhắc nhở bản thân mình nghiêm túc trong các mối quan hệ, đừng đứng núi này trông núi nọ hoặc bắt cá hai tay. Chỉ khi bạn chân thành và nghiêm túc với người khác thì mới mong đối phương dành tình cảm chân thành cho mình. Còn nếu ngược lại thì bạn chỉ có thể quen những đối tượng vui chơi qua đường và các mối quan hệ chóng váng mà thôi. Đối với người đã lập gia đình, ngũ hành tương sinh, giúp hai người luôn gần gũi và hòa hợp với nhau, bạn và người ấy tìm được tiếng nói chung trong nhiều việc. Trước khi làm bất cứ việc gì quan trọng, hai bạn cũng thảo luận trước với nhau, nhờ vậy mà những mâu thuẫn, tranh cãi, được tháo gỡ, thay vào đó là sự bao dung cho nhau, cả hai đều cảm nhận được sự quan trọng của mình với người còn lại. Tử vi sức khỏe tuổi đinh tỵ sinh năm 1977, tháng 2 nhuận âm lịch, năm quý mão 2023 về tình trạng sức khỏe của người tuổi đinh tỵ trong tháng này lại không được ổn định cho lắm. Tháng có hung tinh là thiên cầu và thiên nguyệt cùng chiếu mệnh, làm cho bạn thường hay ốm đau, và bệnh tật. Người tuổi đinh tỵ cần phải quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn, luôn luôn lạc quan, suy nghĩ tích cực, như vậy thì bệnh nặng cũng sẽ thiên giảm. Còn nếu như bạn quá bi quan, sẽ làm cho cơ thể bạn càng ngày càng thấy mệt mỏi hơn mà thôi. Đối với những người thường xuyên di chuyển trên đường, bạn cần giữ đầu óc tỉnh táo, không nên điều khiển phương tiện xe khi mệt mỏi, hãy chú ý chấp hành luật giao thông, như vậy mới tránh được những sự cố không đáng có. Tiếp theo là, luận giải chi tiết tử vi 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch từ ngày mùng 1 đến mùng 10 tháng 2 nhuận, và cẩm nang vượng vận của tuổi đinh tỵ sinh năm 1977. Xem tử vi cho thấy, về phương diện sự nghiệp của người tuổi đinh tỵ ngày đầu tháng đã gặp nhiều thuận lợi, thiên ấn lâm vượng vận, giúp cho vận trình hanh thông, công việc có nhiều khởi sắc. Người tuổi Đinh Tỵ có kiến thức và năng lực làm việc vô cùng phong phú, tự mình dựa vào trí tuệ và sức lực của mình mà làm nên nghiệp lớn. Trong công việc, bạn có được độ nhạy cảm với nghề nghiệp rất cao, nên dễ dàng nắm bắt các tin tức có lợi cho chuyên môn riêng. Tuổi Đinh Tỵ từng giải quyết sự việc theo trực giác, bạn dường như mang một chút xảo quyệt trong đó, ngấm ngầm làm việc và khi gần đến phút cuối, bạn mới chứng tỏ bản thân, điều này sẽ giúp bạn thu được nhiều thành tích tốt. Người tuổi Đinh Tỵ thời gian này, do chịu ảnh hưởng từ thiện ấn chiếu mệnh, bạn làm việc với đối tác khách hàng khá dứt khoát và mạnh mẽ và uy tín. Ngoài ra, người tuổi Đinh Tỵ cũng biết cách lắng nghe lời khuyên của mọi người, nên về mặt chi tiêu cũng sẽ được đảm bảo hơn, cơ hội về tiền bạc sẽ xuất hiện nếu bạn tham khảo thêm ý kiến trái chiều và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ những người đi trước. Về mặt tài vận thì quả thực bạn khá tốt số, bạn hay gặp may, có quý nhân phù trợ, thường được nhiều tài lộc bất ngờ. Thu nhập của bạn không phải nhờ vào sức của bản thân hay kiến thức phong phú mà phần nhiều là do vận may đưa tới. Tử vi cho thấy 10 ngày đầu tháng, về tình cảm của người tuổi Đinh Tỵ rất tốt, tình cảm thân thiết, sự nhạy cảm của thiên ấn khiến bạn rất biết cách quan tâm và chăm sóc người khác. Đối với người độc thân thì hấp dẫn hơn nhờ trí thông minh, hoạt bát. Người có gia đình thì tự mình tạo thêm không khí ấm cúng, yêu thương với mọi người. Những người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977 là người chịu trách nhiệm trong các mối quan hệ và bạn sẽ là người quyết định xem có nên tiếp tục mối quan hệ đó hay không. Một khi đã lựa chọn được ai đó, bạn sẽ không ngại công khai điều đó với mọi người. Về sức khỏe của người tuổi Đinh Tỵ cho thấy tiết khí Lập Xuân, mở đầu của mùa xuân năm mới và đặc biệt là xuân dưỡng sinh gan là cách bảo vệ sức khỏe tốt nhất người tuổi đinh tỵ nên đi ngủ sớm, giúp gan sẽ được chăm sóc tốt, ngoài ra bạn nên dậy sớm kết hợp vận động ngoài trời để giúp cơ thể thư giãn gân cốt, giúp tuần hoàn thông suốt, ích khí, lại huyết. Quý nhân là tuổi thìn, tuổi hợi. Tiểu nhân là tuổi mão, tuổi mùi. Màu sắc may mắn là, màu đen, màu xanh lá. Con số phát tài là, số 38, số 46 và số 90. Tử vi 10 ngày giữa tháng 2 âm lịch từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 2 nhuận và cẩm nang vượng vận của tuổi đinh tỵ sinh năm 1977. 10 ngày giữa tháng 2 nhuận âm lịch này về công việc khá thuận, chính quan tương trợ giúp cho người tuổi đinh tỵ hoàn toàn thể hiện được tài năng của mình. Trong công việc bạn không yên phận với hiện tại mà luôn muốn làm tốt hơn nữa, hiệu suất làm việc được cải thiện nhiều hơn. Có thể thấy lúc này người tuổi đinh tỵ tràn đầy sự sống và năng động hơn rất nhiều người tuổi đinh tỵ luôn được cấp trên tin tưởng về tính chu đáo và hiệu quả trong công việc được giao. Ngoài ra bạn làm việc độc lập cũng tốt, làm theo nhóm dù có vẻ không màng đến danh lợi, chỉ biết cặm cụi làm việc nhưng bao công sức của bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Về vận tài lộc được thương quan vượng địa che trở nên rất tốt, bạn có được trí tuệ tư duy phân tích tài tình, cộng tài chính nhạy bén, khả năng lĩnh ngọ cao, nên dễ tìm được cơ hội tốt trong việc kiếm tiền. Đồng thời nó cũng đem lại sự ham muốn mạnh mẽ, giúp người tuổi Đinh Tỵ mạnh bạo hơn trong các cuộc đầu tư tài chính, làm ăn, bạn luôn công bằng, dứt khoát, làm việc công khai, đó mới là con đường đúng đắn để giành lấy tài vận. Ngoài ra chuyện tình cảm trong giai đoạn này cũng được tốt đẹp, bạn coi trọng cảm giác thành tựu nên sẽ xúc tiến mạnh mẽ hơn quá trình đang tìm hiểu của mình. Người độc thân, mạnh dạn thì sẽ có được mối nhân duyên tốt đẹp. Người có gia đình từ sôi nổi, nồng nhiệt khiến không khí gia đình lúc nào cũng đầm ấm. Về sức khỏe của người tuổi đinh tỵ trong thời gian này, bạn cần tuân theo tiết khí, đây là khoảng thời gian báo hiệu vạn vật bắt đầu một vòng tuần hoàn mới. Đông y cho rằng đây là lúc dương khí thăng cao, sự vật sự việc sinh sôi nảy nở, nên đây là thời điểm vàng để người tuổi đinh tỵ dưỡng can. Cổ nhân có câu, xuân bất dưỡng, hạ bị bệnh, tức là mùa xuân nếu không dưỡng thì mùa hạ dễ sinh bệnh. Nếu người tuổi đinh tỵ không chăm sóc tốt sức khỏe dưỡng không đủ can, huyết tới mùa hè sẽ dẫn tới tâm hỏa có vượng hoặc mắc các loại bệnh về tràng vị. Ngược lại, nếu bạn chăm sóc gan tốt, vào thời điểm này chính là gốc để cho sức khỏe sung mãn cả năm. Quý nhân là tuổi ngọ, tuổi hợi. Tiểu nhân là tuổi dậu, tuổi thìn. Màu sắc may mắn là, màu tím, màu hồng. Con số phát tài là số 40, số 75 và số 38. Tử vi 10 ngày cuối tháng 2 âm lịch, từ ngày 21 đến hết tháng 2 nhuận, và cẩm nang vượng vận của tuổi đinh tỵ sinh năm 1977. Mười ngày cuối tháng này, vận trình sự nghiệp được thất sát sinh vượng nên thuận lợi. Người tuổi đinh tỵ có kỹ năng chuyên môn giỏi, bộc lộ được cá tính độc lập, cách làm việc có tư duy hoặc thường tìm ra những phương pháp tốt nhất. Nên dù có gặp khó khăn hay thiên la địa võng răng lối thì người tuổi đinh tỵ vẫn trở nên kiên cường, mạnh mẽ, bạn làm việc có chủ kiến và lý trí nên dễ dàng đạt được thành tựu đáng kính nể. Theo tử vi về mặt tài vận, người tuổi đinh tỵ nhờ trí tuệ mà thu về nhiều lợi ích to lớn, với các chi tiêu tiết kiệm, biết tiết chế lúc cần thiết mà thu nhập của người tuổi đinh tỵ dần ổn định. Ngoài ra, bạn cũng có thêm tinh thần quả cảm, một lá gan mạnh mẽ, dám làm, dám quyết, nên ít khi bạn bỏ lỡ cơ hội tốt để nâng cao về tài tài chính. Người tuổi đinh tỵ làm việc lại thông minh, lanh lợi, nên bạn xoay sở về tài chính cũng rất giỏi, rắn tượng trưng cho sức mạnh vĩ đại nhất trên trái đất và là biểu tượng bảo vệ cuộc sống con người trong chuyện tình cảm, người tuổi đinh tỵ là người luôn muốn che chở và bảo vệ người khác, bạn vô cùng nhiệt tình, và hòa đồng, nhưng nếu mối quan hệ xảy ra mâu thuẫn, gây hấn với người thân, thì người tuổi đinh tỵ sẽ trở nên vô cùng dữ tợn. Thời gian này, sức khỏe của người tuổi đinh tỵ phụ thuộc vào tiết khí, tiết khí khởi đầu một năm mới, cây cối tươi tốt phát triển, mộc khí vượng, nên khắc chế tỷ thổ trong cơ thể con người. Do vậy, thời gian này để đảm bảo sức khỏe, người tuổi đinh tị cần tránh ăn đồ có vị chua, ăn tăng vị cay, ngọt giúp dương khí tăng phát, vị ngọt bổ cho tỳ vị, giúp cân bằng ngũ tạng âm dương điều hòa, đảm bảo sức khỏe cho bạn. Vị chua sẽ làm ngũ hành mộc càng thêm vượng, mà khắc chế tùy gây ảnh hưởng tới tính năng vận chuyển và chuyển hóa thức ăn của tạng tỳ, khiến sức khỏe của người tuổi đinh tị giảm sút. Quý nhân là tuổi Mão, tuổi Sửu. Tiểu nhân là tuổi Thân, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn là màu đỏ, màu trắng. Con số phát tài là số 76, số 25 và số 14. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị tuổi Đinh Tỵ sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình cho xã hội. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Minh Đường Tử vi kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.